hãng xe Đức Volkswagen đã tung ra một video ngắn hé lộ một số trang bị của mẫu SUV cỡ lớn 7 chỗ mang tên Dramon, hay còn có tên khác là Atlas, dự kiến ra mắt tại Việt Nam vào tháng 9 tới. Đây hứa hẹn sẽ là đối thủ rất nặng ký của Ford Explorer. Dramon có tổng chiều dài 5090mm, nghĩa là tương đương với chiếc SUV cỡ lớn của Ford tại Việt Nam. Thông tin giá bán vẫn chưa được tiết lộ, nhưng nhiều khả năng sẽ bám sát Ford Explorer và Toyota Prado, nghĩa là khoảng hơn 2 tỷ đồng. Hiện nay, một số đại lý đã nhận cọc của khách hàng để ưu tiên giao xe sớm. Được biết, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Một số trang bị nổi bật ở ngoại thất phải kể đến là đèn pha ma trận thông minh Equiline, với mỗi cụm đèn pha bao gồm 128 bóng LED được điều khiển riêng biệt. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama bao trọn khoang cabin đã tích hợp phim cách nhiệt cao cấp. Các trang bị nổi bật bên trong gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số Digital Cockpit Pro đa sắc màu, màn hình trung tâm 8 inch sẽ tương thích các ứng dụng mới nhất cho smartphone như Apple CarPlay, Android Auto và cả MiroLink. Ghế da cao cấp và các chi tiết trang trí ốp gỗ hoặc chrome, chìa khóa thông minh và nhiều tiện ích khác. Về khả năng vận hành, Volkswagen Dramon 2021 trên thế giới có hai cấu hình động cơ, gồm bản máy xăng tăng áp 2.0 lít TSI, công suất 235 mã lực và mô men xoắn 350 Nm. Bản động cơ VR6 3.6 lít, công suất 276 mã lực và mô men xoắn 361 Nm. Cả hai động cơ này đều kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, đi kèm hệ dẫn động cầu trước hoặc dẫn động 4 bánh 4Motion. Về tính năng an toàn, Dramon 2021 được đánh giá an toàn 5 sao bởi Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Hoa Kỳ. Danh sách trang bị an toàn chi tiết chúng tôi sẽ cập nhật khi ra mắt chính thức tại Việt Nam. Hiện nay, Ford Explorer được đánh giá là chiếc xe có trang bị an toàn và tiện nghi vô cùng dồi dào, rất đáng tiền. Chính vì vậy, Volkswagen Dramon thành công hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào trang bị thực tế và giá bán. Chúng ta sẽ chờ đợi khi có thông tin chính thức. Quý vị mong chờ điều gì ở chiếc xe này và dự đoán giá bán của nó sẽ bao nhiêu? Xin hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ Tipcar.